Xin mời. Chào cô. Dạ chào cô. Chào em. Rất vui được chào đón cô với Lê em đến tham gia chương trình. Mời cô giới thiệu về mình. Cô tên Lê Thị Trang, ở tỉnh Bến Tre. Cô 60 tuổi, hiện làm nội trợ. Từ Bến Tre cô lên đây luôn hả? Dạ. Đây là dâu của cô. Dạ anh chào Huyền Linh ạ. Dạ chào chị Lộc và anh chào khán giả trường quay và khán giả truyền hình ạ. Dạ em tên là Võ Thị Thúy Hằng, em 34 tuổi ạ. Dạ em hiện đang làm kế toán ạ. Em quê ở Tiền Giang mà em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nhau mẹ được 6 năm rưỡi ạ. Chị có mấy bé rồi? Dạ hai bé trai ạ. Ngay từ lúc đầu mà khi cô gặp con gái, con dâu tương lai đó, cô cảm nhận người con dâu là người như thế nào? Cô không có cảm nhận gì á. Tại vì lúc đó con trai của cô vẫn hằng về thì cô cũng tưởng là bạn thôi à. Sau thời gian đó nó quen với nhau rồi nó lên trên này nó học. Rồi nó nói là nó thương Hằng. Tại vì hai đứa là chung một họ, chung một ngày sanh, chung một năm sanh, rồi chung một cái tuổi nữa, quý hợi nữa. Cô có thầy, cô coi là thầy nói là không có được. Lúc đó là nó là đứa đầu tiên, con trai đầu lòng, mình thương nó dữ lắm. Dạ. Mình nói nó không được con ơi, giờ thầy bói con không được. Cái nó nói không được, cứ diện đêm chết cũng được nữa. Trời ơi, nó chấp nhận vậy. Nói vậy luôn á hả? Nói vậy luôn, cái cô cũng bó tay, cô nói thôi thì chú ấy cưới. Nói vậy là cưới liền à. Rồi cô cũng không cảm nhận được là con dâu cô làm sao nữa. Chuyện nó về nó chơi có 1 lần 2 lần cô đâu có biết đâu. Cưới rồi về rồi hai vợ chồng nó đi lên thành phố ra trường này. Hai đứa làm việc với nhau rồi nó cũng đâu làm dâu cô. Lễ lộc thì về thôi chứ dạ. Bình thường thì nó cũng đi làm. Nhưng nó cưới về rồi phải coi như là dâu mình rồi chứ. Nhưng mà cô không có biết thương nó. Cô thương con cô lắm. Cô không có thích ai mà chia sẻ cái niềm vui của mình với con trai với nhau. Rồi à. Con hiểu điều này rồi. Bởi vì người mẹ thương con quá. Khi mà có dâu về đó ghen, không muốn chia sẻ tình yêu thương đó. Đúng rồi. Cái này xảy ra ở rất là nhiều người mẹ chồng cô ạ. Chị có ấn tượng gì về mẹ chồng của chị không? Lúc mà anh xã anh nhẫn về, nói là đi về nhà, vô thấy mẹ, thấy sợ, thấy mẹ nghiêm lắm. Mẹ la anh xã rầy á, thì dặn dò luôn nhưng mà dặn lớn tiếng á, thấy sợ. Bác là cấm là hai, cho không cho hai người cưới nhau không? Dạ lúc đó chưa biết, sau này dẫn về một lần rồi á, là lúc đó là mẹ mới đi coi. Rồi xong mẹ có nói, lúc đó cũng chưa có phải là mãnh liệt lắm hay là phải lấy nhau bằng được á. Nên là thôi anh nói anh cứ suy nghĩ đi, không được thì thôi, mẹ không cho thì thôi. Cái ổng cũng suy nghĩ thời gian lắm. Thôi bây giờ tới đâu tính tới đó. Nhưng mà sau khi mà biết mẹ cản như vậy đó thì làm sao để em vượt qua mọi cái sự cản trở đó mà đến với nhau? Lúc mà nghe cái đó buồn lắm, đi làm mà buồn lắm. Cái cũng nhưng mà cũng phải cố gắng để vượt qua. Quyền Linh biết không? Lúc trước á thì cô coi á mình ở dưới quê mình tính dĩ đoan cái lắm. Dạ. Nhưng mà cô coi là hợp với cô giáo dạy cấp 3 cũng gần đó mà cô lại thích cô giáo đó hơn là Hằng. Bởi vì con Hằng ở xa, nó không có về được nên không có gần gũi nên mình không có thấy là thương. Đó, mà cô thì kêu nó cưới con nhỏ đó, nó không chịu. Nó lại thích anh Hằng. Đó. Rồi cô mới suy nghĩ hoài à. Bây giờ hả, nếu mà vậy thì con mình nó buồn tội nghiệp nó. Đó. Mà hả, nếu mà cái buồn nó không đến nổi mà cái chết. Mới suy nghĩ hoài à. Cái ông xã cô mới nói thôi thì bây giờ xã hội bây giờ văn minh rồi. Nó chịu đâu cưới đó đi. Giờ nó hả, nó chấp nhận, mới mốt nó có chuyện gì nó chịu, mình không chịu. Nói vậy chứ, mới mốt con khổ làm sao mình bỏ nợ. Đúng rồi. Rồi sau cuối cùng á, gặp ông đó, ông nói sau này hả, nếu á, nó còn mà sống á, thì nó cũng nghèo chứ nó không có giàu. Ủa sao thì nó nghèo nữa, nó nghèo nó cũng khổ, mình cũng lo. Rồi cuối cùng mà ông thầy cuối á, thì ông nói á, cái tuổi quý hợi con trai á, sau này cái mạng nó thấp hơn quý hợi con gái. Nhưng mà không có gì hết. Thôi thì bay cứ việc tiến hành đi. Đúng rồi. Nhưng bây giờ cô thấy rồi, đã vượt qua cái số tuổi 31 rồi đúng không? Dạ. Qua rồi. Nếu mà mình tin vào bói toán quá, tin dị đoan nhiều quá thì nó khổ cho mình thôi. Đúng vậy. Bây giờ rất nhiều người ta cùng tuổi với nhau, ta sống tới răng long đầu bạc, sống tới cả trăm tuổi, đâu có sao đâu cô. Dạ. Và hai mẹ chồng nàng dâu có hay trò chuyện với nhau không? Có thấy những cái điểm nào hợp nhau không? Em với mẹ có sở thích là thích nấu ăn lắm, thích vô bếp. mẹ là bếp trưởng, em bếp phó. Dạ không, em nhặt rau với lại lọc tỏi. Em cũng nấu ra. Vậy là cũng không phải phó nữa. Nhưng mà tại bếp nhà mẹ nên để mẹ làm bếp chính. Thì con dâu nó không có nấu cơ ăn món nào hết trơn hả? Không, thường á là cô thích nó là giữ con nó, rồi ở đây này nấu nướng rồi nó ăn, này dọn lên ăn xúm rồi ăn.
Chứ còn mà nó nấu á thì cô phải giữ con nó. Thì thôi thôi tốt hơn mình nấu. Đúng rồi, đằng nào mình cũng nấu dạ. Mà nhiều khi giữ con còn cực hơn cực mà nấu hơn. Té con nó nóng ruột rồi. Nó nói này nó kêu mất công rồi. Nó đi về quê mà ở dưới quê mà sân rộng này nó bực thèm rồi mà nó chạy nó nhảy lắm, không có giữ không nổi nó đâu. Những điểm không hợp nhau giữa hai mẹ con chắc là rất là nhiều đúng không chị? Không hợp khoảng này nè. Cô thì ở dưới quê cô thường ăn mặn chứ cô không ăn ngọt. Nó nấu ngọt không thích. Bên nhà mẹ ruột em nấu theo khẩu vị của bên mẹ, nấu mà bỏ màu ngọt. Nó đường hơi nhiều, nó hơi ngọt. Ngoài chuyện ăn uống không hợp còn chuyện gì nữa không hợp nữa? Cũng như là nó sắm quần áo cô không đồng ý. Cô thì sống theo kiểu của cô. Cô bận đồ bình thường lắm. Nhưng nay nè cô lên gặp hai MC Nguyễn Linh nè với Lê Lộc á, cô đâu có sửa sạn vậy, tự nhiên dặm mặt cô vậy cô thấy cô xấu hổ à. Không phải đâu cô, mình lên hình nó có rất là nhiều đèn dạ. Mình phải làm nhẹ nhẹ nó mới sáng cái mặt của mình lên. Cái mặt của cô lần đầu tiên cô mới mận nè. Đẹp đó cô. Cái đầu của cô lần đầu cưới, tiên luôn. Đám cưới chị là không có làm gì đó. Không ăn nhà hàng nhưng bình thường mặc cái bộ đồ bình thường cô lên nó mai mặc đồ cái kiểu hơi lè lẹt cô không thích. Chứ phần cô tiết kiệm đó cô không chịu. Tiết kiệm nhưng bây giờ con cháu nó làm có tiền cơ, có điều kiện nó may đồ đẹp cho cô mặc mà. Có tấm lòng nè, tặng cho cô. Đôi dép của cô nè, cô mang nó mua, cô không mang. Cái nó nói thì sao không? Trời ơi, mẹ không mang tróc keo hết, cô uổng nó không mang. Sợ tấm keo mẹ tiết kiệm. Mẹ tiết kiệm mẹ mới mang. Cái đó đôi khi cô cũng vô tình tạo nên khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu. Dạ. Con mình nó mua thấy mặc cho nó vui, không. Mà mình cũng đẹp nữa. Không, nó đi mua bộ đồ cho cô. Cô về cô thấy bộ đồ đó, cô nói cô cũng bận vô coi, cô thấy coi cũng được. Cái nó sách này đi đổi 3-4 vòng luôn à. Đổi họ không có chịu nhận lại. Cô treo tới nay 2 năm cô chưa mặc nữa. Mà đi về cái nó hỏi mẹ sao bộ đồ đó mẹ không mặc. Mà hả nó về thì mình hơi trồng vô. Nó đi cái mình trồng ra mình mát lại. Không có đưa mẹ luôn đi, thí dụ bữa nào em dẫn mẹ đi để mẹ chọn bộ đồ nào để em mua tặng mẹ luôn. Không, đưa mẹ đi là mẹ không có chịu mua. Đưa cô đi vô trong siêu thị. Cô chọn sắp siêu thị không có cái áo nào cô bận cô được á, cô về. Mẹ kêu đồ giờ kỳ quá ha. Tiết kiệm. Dạ. Cái áo vậy là 280-300 ngàn. Tiết tiền. Cô thấy gì thôi. Thôi đi. 200-300 ngàn cô để nhiều là Nguyễn Linh biết không, cô sắm đựng chỉ vàng. Trời ơi. Vậy là mê chỉ vàng hơn mà mặc đồ đúng không? Đúng rồi. Đây nè, chỉ vàng này để chi vào khoản nào con biết không? À. Con mình túng thiếu mình có thể đưa ra cho con mình. Hoặc mình bệnh hoạn, hoặc ông bà, cha mẹ trong nhà anh em có cái hữu sự mình đưa ra. Còn quần áo mình bán đâu có được đâu. À. Chị mốt chị đừng có cho quần áo nữa, chị gom lại một lần chị mua chỉ vàng chị đưa cho mẹ chị. Chắc mẹ chị vui hơn á. Không con. Đặc biệt là con dâu cho tiền với cho đồ là cô không bao giờ nhận. Sức lực của cô với ông xã cô mần được là cô sắm. À, nuôi con gà, con vịt, con heo hoặc bán lúa, bán dừa đồ. Cô gom lại cô sắm 5 chỉ vàng. Cô mới sắm đựng cây vàng, cô mới nói với em. Trời ơi, đã vậy ta. Mẹ lên mẹ sắm đựng cây vàng 3.650.000. Trời ơi, đã vậy. 36.500.000 mới nói với Hằng cái rộp. Dạ. Con có cần không? Mẹ cho con mượn. Vậy thôi. Vậy nó không cần cho con mượn đi. Không cho Quỳnh Linh mượn cho con trong nhà chứ không có cho ngoài. Con mượn vài bữa đi trả không, lời. Không cho mượn. Đúng là tính cô á là cái tiết kiệm là một với cái cá tính là hai. Vô tình làm khó cho con dâu mình. Đôi khi con dâu mình muốn tặng cái gì đó đâu có tặng được đâu. Không có kết nối tình cảm với cô được. Cô nói rồi, cô nói với dâu cô rồi. Dạ. Con ơi con đừng có xài phí. Đồ đạc đâu có đầy nhóc hết trơn à. Biết rằng đủ rồi. Nhưng mà tình cảm của con dâu đôi khi mình cũng phải đón nhận chứ cô. Đây nè, tình cảm là vậy nè. Dạ. Khi nào á con kiến của nó á, nó giao cho mình giữ đồ tình cảm. Con nó không có giao cho cô giữ. Nó ẩm, nó nuôi, nó làm gì làm cô. Nó đút cơm, kêu mẹ gì ăn đi để con đút cơm con. Nó đóng cửa để đút cơm con đó à. Ít khi nào mà nó cho cô lại tiếp xúc với con nó lắm. Sợ cái thằng lớn sợ mẹ chồng cực. Dạ. Đâu phải. Không có đâu, cô chịu. Vì sao cô có ít con lắm, cô có 3 đứa con à. Mà điều có một cái tự ngăn cách là tại sao không? Nó ngăn cách bà cháu. Nó không phải là cấm không cho lại bà nội mà nó con em nó khó ăn lắm. Nó khó nuôi từ cái lúc mà 1-2 tháng là đến 4 tuổi. Đi học mà cô giáo kêu là nó không ăn được luôn. Đút vô bao nhiêu là nó ói ra hết. Mà nó ăn mà có người thì nó lại không ăn. Uống sữa cũng phải cho nó vô phòng à. Nó ngộ vậy á. Nó thấy bà nội á thì nó cứ đeo mà nó không ăn. Cứ nhõng nhẽo là nó đủ cái trò mà em không có thích là phải chiều nó như vậy. Nghĩa là ăn là tới giờ ăn là phải ăn. Cho ăn xong là em sẽ cho sang bà nội chơi. Tại lúc đó bà nội cũng lên giữ cháu ngoại. Có là con của em chồng em á cũng ở cách nhà chừng 5-10 mét thôi. Không muốn bà phải quan tâm là phải bận tâm là phải cho nó ăn rồi cực á. Sợ con em cực đúng con không? Con em sinh ra thì em phải có trách nhiệm phải chăm nó. Chăm nó từng cái miếng ăn đến giấc ngủ. Là như vậy thôi chứ không phải là em là phải ngăn cách mẹ. Có lần á lúc đó là
em bé con thằng thứ hai là được một tháng đầy tháng, thì thằng lớn là nó gần 2 tuổi mới cho nó đi về nội, nói bây giờ mới nói cho mẹ biết thôi. Lúc nó đi là em cân nó là nó được 20 kg, xong mà lúc nó một tuần nó ở với nội, lúc nó lên em thấy mặt nó nhỏ vậy nè, thấy nó giống như thấy xót. Con mình nuôi mình lật xuống một lạng là mình cũng đã đứt ruột đau lòng á. Lên xong kêu con leo lên cân cho mẹ cân, nhà cũng có cân sẵn mà, leo lên cân còn có 19 kg. Em ơi, nhưng mà nếu như em xót thì bà nội cũng xót vậy. Dạ, bà nội không phải là bà nội không lo, bà nội lo, nhưng mà nó là nó chỉ sợ em thôi, là nó mới ăn á. Còn mà nếu mà bà nội cho thì bà nội là cũng ép nó ăn, nhưng mà nó ăn cái nó kêu là nó no, nó không ăn nữa, là bà nội không cho ăn nữa. Nếu đưa về bà nội có cách nào để con cháu nó tăng cân không? Nói chung là mình cưng con cưng cháu lắm, chứ không phải như nó đâu. Con nó ăn quýnh dữ lắm, quýnh mà nó chửi nữa chứ. Nó quýnh nó nói sao? Tao bỏ đói mày luôn đi, mà mình ngồi đó. Nhưng mà thương cháu dữ lắm, mà thấy không? Mỗi lần ăn nó đút ối ra rồi nó quýnh nó hốt xong nó đút đó rồi. Thấy tội nghiệp nó ghê. Không phải đâu. Em là lúc nào em nấu cũng nấu dư á. Phải phòng hờ là nó khi mà nó ối ra là sẽ ra, mà em cho nó dọn dẹp sạch sẽ, em sẽ múc cái khác cho nó ăn. Có nghĩa là một ngày là phải ăn bao nhiêu đó, nếu đã ối ra rồi thì phải ăn cái phần khác lại. Giữa mẹ chồng nàng dâu có một sự căng thẳng không hề nhẹ đấy. Thì thôi, một sự không hiểu nhau về cái chuyện chăm sóc con cháu đấy. Cái hồi đó là lúc đó em biết mẹ cũng giận vậy lắm, nhưng mà em cũng không biết làm sao á. Nói thì không dám nói mẹ, mẹ tính mẹ cũng hờn mát á. Mà mẹ hờn là mẹ để trong lòng á. Sao không nói con? Cho nên là sợ lắm, không thôi cứ vậy thì cứ để. Lý do sao con nói thẳng với con dâu luôn? Cô nói với con trai cô không à, chứ cô không có nói con dâu. Sao mình không nói trực tiếp với con dâu? Mít lòng vậy lắm con ơi. Thấy cái lý như vậy thôi, chứ còn như cô với nó cũng không có gì. Có căng thẳng cái khoảng mà còn con còn nhỏ mà vậy nó căng thẳng. Đó là lúc cái thời mình sinh bé đầu tiên á. Cô có muốn nói điều gì với con dâu để có thể mẹ chồng nàng dâu có thể nói thoải mái chia sẻ được hay không? Có chứ. Bây giờ cô lại suy nghĩ đi, cái tính của cô cũng ích kỷ. Dạ. Đúng là ích kỷ, vì mình quá thương con, quá thương cháu. Bây giờ mình thấy quay lại thấy dâu mình nó lo lại cho con cho cháu mình lại, mình tính ra là mình ích kỷ. Bây giờ nó đi làm gì nó chăm con nó. Bây giờ nó cũng có hạnh phúc vậy thì mình mừng. Nhưng mà còn cái sợ vì sao con Quyền Linh biết không? Sao Lê Lộc biết không? Cô ở dưới quê mỗi lần mà bão hay gì á, hay trời mưa gì á, cô biết nhìn trời trên này có mưa không? Một đứa này nó chở hai đứa con nó đi làm. Người ta chở một đứa chết máy lên chết máy xuống, còn con mình dâu mình nó chở rồi không biết làm sao. Cũng suy nghĩ vậy đó. Rồi con gái mình nó chở cháu ngoại mình đi không biết làm sao, rồi mỗi đêm mà coi 60 giây cái đầu, rồi ôi xe tai nạn quá trời luôn, con mình ở xa mình. Bởi vì giờ cô với ông xã cô ở dưới quê có hai chồng, còn hai mấy đứa con nó lên trên thành phố rồi, nó học nó ra trường, nó có sự nghiệp trên này, nó có nhà có cửa hết rồi, nó bỏ mình đi. Mình chỉ nhớ nó là lên thôi. Rồi nó mới nói là mẹ ơi, có chương trình mẹ chồng nàng dâu nè, mẹ lên tham gia. Đúng ra phải cảm ơn cô con dâu đã mạnh dạn đăng ký chương trình để mẹ con được chia sẻ. Nhưng mà chồng em thì sao? Mấy ngày nay thôi, thì giữa em với xã có chút cái xíu khi là hiểu lầm nhau. Nhiều khi ảnh đang có trục trặc ở công việc á, mà ảnh ít có chia sẻ với em đó. Hôm nay muốn nói gì với ông xã của em? Dạ, từ hồi yêu nhau tới bây giờ cũng là mười mấy năm rồi, nói chung tình cảm thì nhiều lắm. Con thì cũng hai đứa rồi. Nói mà bỏ nhau thì chắc cũng bỏ được đâu. Em muốn ảnh là trục trặc gì công việc á, hoặc là trong cuộc sống ảnh có khó khăn gì mà ảnh không giải quyết được, hoặc là ảnh chưa có giải pháp gì đó, thì ảnh có thể chia sẻ với vợ. Em rất là muốn được chia sẻ những cái khó khăn của ảnh. Với mẹ chồng em muốn nói gì để giải tỏa cái chuyện này? Mới về thì con chưa có hiểu mẹ. Mẹ là cực kỳ thương con, chưa chắc là cái người mẹ nào mà thương con như mẹ. Mẹ có thể hy sinh tất cả. Con muốn mẹ là mẹ coi con như là con gái vậy đó. Mẹ có cái gì buồn hay là có cái gì mẹ chia sẻ với con. Rất muốn làm cái gì đó mẹ đang buồn, con làm gì đó cho mẹ bớt buồn. Mà hồi giờ mẹ toàn kể chuyện vui thôi. Mẹ sợ lo đi làm con cái rồi mà lo cái chuyện với quê nó. Bệnh là giấu không à. Em mà toàn biết mẹ bệnh là em toàn biết qua người khác không, chứ không giờ mà biết mẹ bệnh mà từ cái chuyện mẹ nói. Mẹ rơi nước mắt nãy giờ không? Điện về mẹ nói, mẹ không biết sao đâu con, mẹ bình thường lắm, mẹ khỏe, mẹ không có gì hết, mà thực tế là mẹ đang bệnh. Con nói vậy thì cô nói sao với con? Ráng lo cho chồng cho con, dù cho nó nói gì cũng ráng đi. Cắn răng mà chịu để giải quyết vấn đề. Chứ bây giờ con nãy con nói thôi nhau là không có đó. Không bao giờ có tức chuyện đó cô, đâu. Nãy vợ anh nói là
chắc thôi nhau là không được đâu. Tức là dù sao thì cũng hai đứa con rồi, thôi nhau chắc không được đâu. Dâu anh nghĩ rằng là cũng đã phần nào hiểu nhau rồi đó. Em hứa gì với mẹ để mình thay đổi, để gần nhau hơn? Con coi mẹ giống như là mẹ ruột của con vậy đó. Con hứa với mẹ là con sẽ lo cho chồng con, cho con của con, lo đến hơi thở cuối cùng. Và con mong mẹ bớt việc lại, mẹ dành thời gian cho bản thân mẹ một chút. Mẹ đừng có lo cho nhiều người quá mà ảnh hưởng sức khỏe của mẹ. Và cái cuối cùng con mong đó là con có mua cái gì nha, gì cho mẹ ăn á, mẹ ráng mẹ ăn đi, tại vì con cũng muốn mẹ ăn để mẹ khỏe, mẹ mặc cho mẹ đẹp. Giờ nó lo cho chồng cho con nó là được rồi, lo mừng ăn cho khấm khá hơn người ta. Câu chuyện đến đây thì một phần nào chúng ta đã hóa giải được những điều đó. Tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến. Cảm ơn gia đình. Xin gửi tặng một kỷ niệm, chúc gia đình thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Con cũng có phần quà dành cho cô. Đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Còn đây là phần quà dành cho chị là Natto Gen, giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Chúc sức khỏe cô và chị, và cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Hy vọng lần sau cái ngày hôm nay, mẹ chồng nàng dâu sẽ tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau và tiếp tục theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu để hai người có thể gần nhau hơn nữa, yêu thương nhiều hơn nữa. Và hy vọng rằng hạnh phúc của cô gái ấy và chàng trai ấy sẽ bền vững mãi mãi sau cái giải pháp hòa giải với nhau. Và bây giờ chúng ta đến với cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai.